Xin kính chào quý vị khán giả. Ban biên tập rất hân hạnh khi được gửi tới quý vị những thông tin đặc sắc mà chúng tôi vừa mới tổng hợp được. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Sau khi một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ tại đền Trần, xã Tiên Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình sử dụng nước mía đã được khách uống trước để tiếp tục bán cho khách sau lan truyền trên mạng xã hội, cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng tiến hành xác minh và yêu cầu người bán không được phép tiếp tục hoạt động tại khu vực trước đền. Theo đó, mới đây, những thông tin kèm theo đoạn clip trên mạng xã hội Facebook và TikTok về việc một người phụ nữ lấy nước mía của khách uống thừa bán cho người sau đã khiến cho cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ. Trong đoạn clip, người phụ nữ này sau khi dọn những ly nước mía đã để lại chứ không đổ đi phần nước thừa. Khi có khách mới tới mua nước mía, người này lấy ly nước cũ thêm nước mới vào và bán lại cho khách. Thậm chí ống hút cũng được tận dụng bằng cách rửa lại chứ không thay mới. Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng đã phản ứng gay gắt, chỉ trích hành động này là thiếu vệ sinh và không có đạo đức. Một số người nhận định rằng việc này là không chấp nhận được, đặc biệt là khi xảy ra tại một nơi linh thiêng như đền Trần và hứa hẹn sẽ cẩn thận hơn khi mua nước mía ở những nơi khác, thậm chí phải xem người ta ép trực tiếp mới dám uống. Trước thông tin trên, trưa ngày 16 tháng 2, Đại úy Bùi Trung Thành, trưởng công an xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết, sáng cùng ngày, khi nắm được thông tin trên mạng xã hội phản ánh về một người phụ nữ lấy nước mía thừa của khách trước bán lại cho khách sau ở đền Trần, đơn vị đã vào cuộc xác minh và yêu cầu quán nước mía này tạm dừng hoạt động. Theo Đại úy Thành, hiện công an đã thu giữ các vật dụng bán hàng dừng hoạt động quán nước mía trên để xác minh, điều tra làm rõ thông tin, nhắc nhở những quán hàng khác tại khu vực đền Trần phải tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thượng úy Thành nói, sáng nay, chủ quán nước mía đã thu dọn đồ đạc nên chiều nay chúng tôi mới mời người phụ nữ này lên trụ sở làm việc. Công an sẽ chấn chỉnh để làm gương cho những quán khác, không để tình trạng như vậy tái diễn. Được biết, tại đền Trần có hơn 200 hàng quán đang hoạt động. Vị này cũng cho biết thêm, công an khuyến khích du khách và người dân khi nắm được những thông tin, hình ảnh tương tự, hãy liên hệ tới chính quyền để lực lượng chức năng điều chỉnh cho hợp lý. Lễ hội Đền Trần tỉnh Thái Bình sẽ diễn ra từ ngày 22 tới ngày 27 tháng 2 năm 2024, tức là từ ngày 13 tới ngày 18 tháng Giêng năm Giáp Thìn tại Di tích Quốc gia đặc biệt khu Lăng Mộ và Đền thờ các vị vua triều Trần ở xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Trong đó, vào ngày 13 tháng Giêng âm lịch sẽ diễn ra phần lễ bao gồm các nghi lễ truyền thống như tế mở cửa đền, lễ dâng hương tại khu Lăng Mộ các vua Trần, lễ rước nước, buổi tối là chương trình khai mạc lễ hội và lễ bái yết. Hàng năm, lễ hội thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan, tưởng niệm và tham gia lễ cầu lộc đầu xuân.